Thì sớm giờ hai anh em cũng bắt được con gà cả nhà. Anh em thèm thịt gà thì bữa nay em với Phúc là bắt gà làm xếp khoai cả nhà ơi. Mình làm gỏi gà với gì anh Sơn? Mình gỏi gà bắp chuối. Em mời cả nhà Trời, theo em hái nãy bắp em chuối thấy cả nhà. có cái bắp chuối ngon lắm á, hai anh em đi dọc bắp chuối anh Sơn ơi. Ờ, có mấy chanh kìa bẻ hồi làm gỏi anh Sơn ơi, ba chanh trái bự dữ. Kiếm cái nào bự hết nữa. Trái này. Cái này mình muốn có nước rồi. Nhỏ gì mà mềm mà có nước rồi. Tươi luôn rồi. Em chanh đây đặng cho bắp chuối đen thế nào cho nó không bị đen hả? À. Chuối này bự dữ ha. Chuối này ngon rồi. Mới hái luôn. Chuối non ha, ngon quá, thịt còn nhiều trắng, bỏ chanh vô nó không có bị đen. Trái này thì bỏ ra để nó chát. Đúng rồi, mình bỏ mấy cái con ra coi nhiều quá để nó chát. Chú nhìn màu đẹp quá sao. Chú nhìn chú ngon. Thank you.
rồi em bỏ củ hành với gừng vô trước. Rồi thả gà vô luôn Út ơi. Có niêm gì không? Niêm một niêm hả sợ? Bỏ miếng hạt niêm vô đi rồi thả gà vô luôn. Rồi cho ít hạt niêm vô. Rồi ừ. Rồi thả gà vô. Rồi em cho gà vô nghe cả nhà. À, gà này bự quá. Rồi để nắp lại Phú ơi. Đang hồi ăn cháo gỏi gà cả nhà ơi. Và bỏ tỏi vô phi thơm quá. Có tỏi nó vàng, bỏ gạo vô gạo nó cũng màu vàng theo, nhìn đẹp quá. Gỏi gà mà ăn với cháo này là ngon ấm lòng luôn. Vàng chút xíu nữa mà gạo nó vàng cái bỏ vô cái nồi nước luộc gà đó. À mình nãy là nấu nước gà, cái gà nó ngon rồi ha. Mình bỏ gạo vô mình nấu cháo luôn. Gạo vô nha Phúc. Gạo vô nấu cháo anh. Wow, gạo vàng đẹp quá ha. Đốt chuối vô trụng cho nó mềm chút xíu. Mình trụng xương ngang cho nó chuối nó mềm nó ngon hơn á Sơn. Ừ. Trụng ra xương cái thì mình nó làm rỗi. Ngon quá rồi anh Sơn ảnh xé khoai nha cả nhà. Wow, cái đùi nhìn hấp dẫn quá. Ngon ha. Ngon quá. Nước gà nó còn ngon, nó nhiễu giòn giòn.
Thơm quá mà. Thơm quá. Gà nãy có bỏ miếng gừng vô, nó có mùi gừng đó thôi. Gà tơ mềm lắm. Anh em buổi sáng bắt gà này cũng hơi mệt, tại vì con gà này nó chạy nhanh quá. Này chế nước mắm mình nãy anh có làm rồi nè, chua ngọt cái anh dưới vô đây luôn, trộn cho nó thấm. Rồi anh trộn đều lên là được. Anh xé miếng bự bự ra gì nè, ăn cho nó đã. Cháu gỗ bắp chuối với em nha. Em chuối làm ớt cho nó cay cay lên sơ. Cả nhà chồng cháu với hai anh em. Chuối nãy có luộc sơ qua chắc mềm ngon lắm à. Làm cái nấm gồm rồi. Quá rồi. Gà làm ăn gà nữa rồi. Qua sân xé miếng bự này ăn đã luôn rồi. Dài mà nó ngọt quá. Ngọt quá rồi. Trời cách này giờ cũng giờ này đang trưa chuyển mưa rồi. Anh em tranh thủ làm nồi cháo ăn để trời mưa. Cay cay mà nó ngọt ngọt thơm quá.
gà này sớm nó chạy quá trời chạy, giờ thịt nó dai dữ ha. Quá trời con gà chạy nó bay qua mương, bay qua mương, anh em được theo thả hụt hơi luôn. Cuối cùng cũng phải ngồi ngồi trong cái mương, nó mệt quá nó nhảy xuống cái mương rồi nó đội lên nó hơi chậm á, rồi anh em nhảy vô bắt được luôn. Cuối cùng nhảy vô nồi cháo, cuối cùng rồi giờ thành vô nồi cháo luôn này. Cơm là dù mình nấu gì cũng ngon ha, thịt nó ngọt mà nó dai. Cái này là vừa lắm, vừa ăn lắm. Được chút xíu à, liền liền à. Sao xé miếng bự quá ăn đã thiệt. Cái mắm này làm cũng ngon quá anh Sơn ơi, nó không có chua mà nó hơi ngọt vừa vừa ăn à. Cháo đặc ngon ha. Nãy giờ cũng được hết tô cháo luôn rồi. Thì vui đâu quá, hai anh em đến đây cũng kết thúc ở nhà. Nếu có nhà thấy hay nhớ ủng hộ hai anh em, là bấm cho anh em đăng ký được like cả nhà. Em cảm ơn rất nhiều. Em hẹn lại video sắp tới cả nhà.